Bữa nay nhà mình làm món mực chiên xù. Có nhà chị kia mua giùm 2 ký mực thì chỉ cách làm là chanh với lại nước trà. Mình rửa mực để cho mực nó không có còn hôi nữa. Này gọi là mực tái chanh. Mực nặng chanh gọi là mực tái chanh với mực tấm trà. Thơm quá. Thơm mời trà chanh. Thường cái tay mình ăn cái gì, chẳng hạn như ăn tôm cua mà nó hôi mình cũng rửa nước trà nó sạch nó mới hết hôi. Mực mực tắm trà chanh. Mấy hôm trước thì mình có quay cái cây điều á, cái bông nó rụng cái màu đỏ màu tím rất là đẹp, thì bữa nay cây mận nó cũng rụng nhưng mà cây mận nó rụng cái màu trắng, cái màu trắng nó không có nổi bật cho nên mình nhìn thấy nó cũng không có gì đặc biệt. Mực mực chiên giòn thì gồm có bột chiên, ủa sao mà bột chiên xù hả? Bột chiên xù với bột chiên giòn. Bột chiên xù. Bột chiên giòn. Bột chiên giòn, bột chiên xù. Chuẩn bị đi học hả hả? Hai cái loại bột này về để 2 tô riêng hả? Chén để trứng. Cái gì? Ủa con hậu lớp mấy à? Có chiên chưa chiên nè, hỡi gì che cô gái đó lại đi, cô gái nó nhìn hoài mắc cỡ quá. Có 1 2 nhúng vô đây, nhúng vô đây, nhúng vô đây. Dầu chưa có nóng.
gọi là mực mực tấm, mực tấm mực tấm trắng. Tấm trắng xong lăn ngoài cát. Lăn ngoài cát xong đi phơi nắng. Lu su bu ăn với thịt heo kho ha. Món này làm nhanh nè. Nè Thắng ăn đi, đi học đi. Cái chừng nóng cái miếng rất là nóng nha, đừng có lấy miếng này, miếng này nóng lắm. Miếng mình đang ngồi thấy chết. Rửa tay chưa? Chưa. Phải đi rửa tay chứ. Cái này chấm với xí muội nhưng mà mình không mua, không có mua xí muội. Mình đi ngồi thấy chết. Mình chấm nước tương cũng được. Cầm miếng cục ăn. Chín chứ. Lâu quá, lâu quá. Ở trong lắm. Cái chén. Bỏ qua. Con nào? Con cái chén con đâu? Cầm con ăn luôn đi. Con biết ăn lạp thôi. Chứ con không biết ăn nha, cái mùi nó ngon. Vậy hả? Vậy kêu dạ, mẹ mà không chết. Vậy kêu mẹ chiên mực khỏi bỏ bột. Dạ. Nhớ mẹ chiên bột, bỏ bột con không biết ăn nha. Ăn gì thổi gì ăn để không có gan ăn rụng nú à. Ai ăn quá à? Thắng à. Gì đó. Cà na. Mà có ăn hết hết á thì cho làm nè. Ngon. Ngon. Nướng mà rớt cái đầu cũng hay uổng không? Chiên chứ nướng gì?
Nó nè muốn nhậu. Cái này là uống tự nhiên ăn thông mà. Ăn mì đau bụng chết. Ăn không đau bụng à? Thôi em không ăn đâu, đau bụng chết. Ăn không đau bụng chết. Ăn không đau bụng hả? Mấy người nhậu người ta nói ăn không đau bụng chết vậy đó. Mình ăn này nè. Ừ. Ăn cà chua nè. Chừa cho máy nha ba. Không thấy mẹ hả? Hả? Cái gì nè? Mực viên xù không thấy mẹ hả? Cái này em thích ăn mà để con mực xong ra chiên á. Không có... Không có bột hả? Không có bột. Cái dằn dữ lắm. Hả? Cái dằn. Chấm điểm nha. Ăn miếng chấm điểm. Này là chiên bị rớt nè. Đó. Chìa điểm. Rồi cục nào không rớt bọt quá là cộng điểm vô rồi như được đó ăn chìa điểm. Chị kỳ vậy. Uống sữa xong ngủ nha con. Này nó chấm xí muội ăn mới đúng nhưng mà mình không biết ăn xí muội. Không có mua ăn. Nó chỉ ăn xí muội hả? Ừ, nó mực có chín rồi mà. Hả? Chín không? Ăn ăn cân ớt cũng ngon hả? Chị hai sao sống. Sao nó nướng một cái dày nữa sống. Chín lâu. Người xài đất mắc ăn cái này. Rồi cái này em mua 5.000 đồng 100 gram. Mắc hơn cái kia. Cái cải, ủa không tới 100 gram cái cải. 5.000. Nhiều quá 5.000 á. Món này làm được 6 điểm. 6 điểm thôi chứ không được 9 điểm hả? Sữa này là bé Nguyên uống nha. Sữa này là bé Nguyên uống nha. Ê, uống sữa à? Đây hả? Ui, ăn mực á Nguyên. Có ăn mực hả? Ăn mực. Uống sữa à? Mình uống sữa. Con lâu. Món nào? Món này nè. Món này. Đâu? Không. Hả? Không. Đảnh cái gì vậy? Cái gì mà bận dữ vậy nè? Cái gâu. Ăn luôn nguyên cục đi chứ gấp gì. Chết rồi, chết rồi. Phải bỏ nó nhiều thôi. Ăn ăn. Ừ. Gấp chưa ăn hai chưa. Nó bự quá sao bự luôn. Nó hấp con coi. Bật ngọt. Ngọt chứ Quyên. Hả? Chưa. Ngay rồi. Uống sữa gì mà vậy hả? Không quá quá. Cái này chiên cái này ở ngoài nó giòn nhưng mà ở trong nó ướt. Ừ, mình chiên cái kia là nó khô cái mực. Mình chiên không là nó khô cái mực. Chưa có làm vàng không còn cắn. Chín rồi, dễ làm vậy. Đỏ con uống đi. Cái ngọt nó uống đi. Ngọt. Cái ngọt không? Quậy nước cam á. Bảy sao mà phải cái ớt cho nó ngon mà phải nước cỡ là mình phải ăn lau nước cây ớt cho ngon với cơm với trà cay. Cay mới ngon. Trời ơi. Này con bỏ vào. Yeah. Mày ăn rau đi. Ừ. Cái này rau quá nè. Rau thầm lùm đi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video ngày mai nha.